Em xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em xin chia sẻ cách để anh em hát karaoke nó không bị hú. Đó, ngoài cái việc chỉnh ra thì cái việc cầm mic nó rất quan trọng, và cầm thế nào cho nó đúng thì nhiều anh em không biết và cũng rất là ít anh em chia sẻ. Đó, bởi vì là chúng ta có một bộ dàn rất là hay rồi. Đấy, chỉnh thì rất ok rồi. Đấy, cho đến khi mà cầm mic hoặc là bạn bè anh em tới cầm mic không đúng cái là nó lập tức nó sẽ gây tiếng hú liền. Còn tiếng hú thì anh em biết rồi, nó cực kỳ là khó chịu đúng không? Đó thì anh em có thể thấy là một chiếc mic như thế này. Đó, nó dài nó đẹp thế này. Đó, và nhà sản xuất thì thường thì họ sẽ cho chúng ta một cái chống lăn và chúng ta sẽ là đặt ở cái khu vực bên này đúng không? Đó. Thì khi mà chúng ta có cái chống lăn rồi thì chúng ta sẽ cầm ở dưới cái chống lăn này. Thường tay mic chúng ta sẽ cầm như thế này mà các bác đúng không ạ? Đó, mic chúng ta sẽ cầm thế này. Đó, hoặc là cầm thế này. Đúng không ạ? Thế nhưng mà nhiều anh em không hiểu, cứ phải cầm chơi thế này. Đó. Và dí mic vào tận miệng luôn để hát. Đấy. Và cái nguyên nhân ấy gây hú chính là cái mic này chúng ta cầm thế này, nó đã bị bịt mất cái lỗ thông hơi. Đó. Trên mỗi một cái côn mic á, nó đều có cái lỗ thông hơi anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, nó đều có cái khe để bắt này và thông hơi bên ngoài này anh em nhé. Đấy, nó có hết nhé. Đó, và khi mà chúng ta chụp kín nó như thế này thì lúc đó nó sẽ gây nên cái hiện tượng feedback. Đó, chính vì lời lý do này nên là nó sẽ bị hú rít anh em ạ. Cho nên đấy, cái cách cầm mic nó rất là quan trọng khi hát karaoke, là chúng ta chỉ cầm ở bên dưới này thôi. Đó, đừng có bịt hết nó thế này, bịt hết thế này thì chắc chắn nó sẽ bị hú. Đó, đây là cái lý do mà nhiều anh em không hiểu, là thói quen hay là không biết. Đó, thế nhưng mà thật sự là chúng ta đi hát hay chúng ta cầm hát đấy, các bác thấy là ca sĩ có ai người ta cầm hát là cầm mic này người ta hát không? Không có đúng không? Đó, và chúng ta cầm mic thì chúng ta sẽ cầm ở đây khu vực này này anh em này. Đó, nó vừa tạo được cái dáng đẹp này, đó mà nó có cái cảm giác nó thanh tao khi hát lắm các bạn. Còn khi mà anh em cầm cái giày hát, em thật sự em nhìn nó, thứ nhất là phản cảm, thứ hai là nó tiêu cực các bạn, gào thét lên cảm giác như là sắp phá đồ phá loa luôn đấy các bạn. Đó, cho nên là chúng ta cầm mic hãy cầm cho đúng anh em nhé, đừng có cầm như thế này mà chúng ta hãy cầm như thế này. Đó, để khi mà chúng ta hát nó sẽ không bị hú đúng không ạ? Và cũng rất là nhiều những anh em đã set up văn số, đã set ok rồi đấy, hoặc là bản thân em cũng thế, chiều test chống hú thoải mái rồi, đến tối lại, chủ nhà lại kêu là em ơi khách người ta cầm mic như thế này sao nó hú thế, chắc chắn là nó hú rồi đấy, không thể nào nó không hú được. Bây giờ mà muốn hết hú cầm thế này mà không hú thì chỉ có cho nhỏ mic lại thôi, hoặc là giảm hết cái dải chung chép của nó về thôi. Đấy. Nếu mà giảm như vậy thì khi mà anh em mà cầm này hát làm sao hay được nữa, không thể hay được. Đó, cho nên cái quan trọng nhất ấy, là ngoài cái việc chỉnh ra thì cái việc cầm mic nó cũng quan trọng không kém. Cầm đúng thì sẽ rất hát rất là hay, bởi vì các cái dòng mic này bây giờ độ nhạy nó rất là cao. Chúng ta có thể đưa từ từ cái mic này tới miệng của chúng ta cách như thế này đúng không ạ? Vừa là vệ sinh sạch sẽ mà bắt mic và độ nhạy của mic nó vẫn là tốt. Thì khi người ta đã chỉnh cho cái độ nhạy mic như thế này rồi mà các bác cầm này đưa sát miệng thì chắc chắn nó sẽ hú rồi. Đó, nên là anh em lưu ý giúp em nha. À, và đây này cũng xin chia sẻ cho anh em là anh em nào mà quan tâm hay là hay bị hú hay gặp trường hợp này thì đây này cũng cái lý do em giải thích cho anh em để anh em hiểu hơn. Đó, và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy hay thì có thể nhấn đăng ký kênh và thả tim, nhấn like giúp em nhé. Và xin chào anh em.